Vâng, kết thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Thủ tướng Israel chỉ trích Hoa Kỳ vì không chuyển bom hạng nặng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích đồng minh hàng đầu là Hoa Kỳ trì hoãn việc gửi vũ khí cho Tel Aviv giữa lúc hai bên bất đồng quan điểm về cách thức Israel tiến hành cuộc chiến ở Gaza. Trong một đoạn video ngắn, ông Netanyahu đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào chính quyền ông Biden trong việc chuyển giao vũ khí. Ông Netanyahu không nói rõ loại vũ khí nào bị Hoa Kỳ giữ lại và quân đội Israel đã từ chối trả lời yêu cầu bình luận. Bình luận về chỉ trích của ông Netanyahu, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Karen Jean-Pierre, nói Hoa Kỳ thường không biết ông ấy đang nói về điều gì. Chúng tôi không hiểu. Bà nói thêm rằng là Hoa Kỳ đang có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Israel về việc tạm dừng vận chuyển bom hạng nặng và đây là thứ duy nhất bị trì hoãn. Khi chiến sự của Israel và Hamas đã bước sang tháng thứ 9, Hoa Kỳ đang đối mặt với áp lực từ cộng đồng quốc tế vì đã hỗ trợ vũ khí cho Tel Aviv tấn công Gaza, gây ra cái chết của hàng chục ngàn dân thường. Israel bác bỏ những chỉ trích này, cáo buộc là Hamas là bên đã khiến cho số lượng dân thường thương vong lớn vì nhóm vũ trang người Palestine tác chiến ở khu vực dân sinh. Nhiều tháng đàm phán ngừng bắn đã diễn ra nhưng các nhà lãnh đạo của Hamas và Israel vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, khiến cho viễn cảnh hòa bình cho Gaza ngày càng trở nên mờ mịt. Nội bộ của quân đội do Thái đổ lỗi về cách giải quyết tài liệu tình báo. Tờ Jerusalem Post ngày hôm qua đưa tin, các đơn vị trong quân đội do Thái đã đổ lỗi cho nhau khi một số giới chức nắm được kế hoạch tấn công của Hamas vào năm ngoái nhưng đã không trình báo lên cấp trên. Dưới chức của lực lượng phòng vệ Do Thái và đơn vị 8.200 của quân đội nước này đã tranh cãi về trách nhiệm giải quyết một tài liệu tình báo tiết lộ về ý định là Hamas sẽ tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Tài liệu nêu rõ, lực lượng tinh nhuệ của Hamas đã tổ chức các đợt diễn tập mô phỏng tấn công đồn quân sự, bắt cóc binh sĩ và thường dân, giam giữ con tin ở Gaza. Jerusalem Post dẫn các nguồn thảo tin ở trong lực lượng phòng vệ Do Thái cho biết, tài liệu của đơn vị 8.200 đã không đưa ra kết luận rõ ràng, cũng như đơn vị đã không chuyển báo cáo lên các giới chức cao cấp nhất. Thay vào đó, tài liệu trên đã được một sĩ quan tình báo thuộc sư đoàn Gaza của Do Thái phát hiện vào ngày 1 tháng 10 năm ngoái. Người này đã nhận ra tính chất quan trọng của tài liệu, nhưng không báo về các chỉ huy cấp cao mà lại thông tin đến các giới chức cấp thấp. Điều này đã dẫn đến bối rối và bất đồng về việc đơn vị 8.200 hay là giới chức tình báo của lực lượng phòng vệ do Thái phải chịu trách nhiệm trong vấn đề giải quyết tài liệu sai với quy trình và dẫn đến kết cục bi thảm của ngày 7 tháng 10 lúc mà Hamas tấn công làm cho 1.200 người chết. Xung đột Trung Đông đã kéo dài cho đến ngày hôm nay. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Nga phạt tù quân nhân Hoa Kỳ. Tòa án ở thành phố Vladivostok của Nga đã kết án binh sĩ Hoa Kỳ Gordon Black 3 năm 9 tháng tù giam sau khi người đàn ông này bị kết tội trộm cắp và đe dọa giết một người phụ nữ mà bị cáo có quan hệ tình cảm. Black đã nhận tội trộm cắp nhưng phủ nhận cáo buộc rằng anh ta đã hành hung và đe dọa giết bạn gái của mình, người được xác định là Alexandra Vashchuk. Trung sĩ quân đội của Hoa Kỳ 35 tuổi này được cho là đã sống cùng với Vashak trong căn chung cư ở Vladivostok của cô ấy khoảng một tháng vào đầu năm nay. Sau một cuộc tranh cãi thì anh ta bị cáo buộc là đã bóp cổ cô và lấy 116 Mỹ Kim từ ví của cô. Vào ngày 19 tháng 6, thì một thẩm phán ở Vladivostok đã kết án binh sĩ Hoa Kỳ này tội trộm cắp và đe dọa giết người. Luật sư của Black nói với báo chí rằng thân chủ của ông sẽ kháng cáo bản án. Tại phiên xét xử một ngày trước đó, thì Black khai rằng anh muốn trả lại số tiền cho cô Vashuk và đã chuyển tiền cho cô thông qua một người quen. Bên công tố đã yêu cầu mức án là 4 năm 8 tháng tù giam cùng với khoản tiền phạt là 466 Mỹ Kim. Theo truyền thông của Hoa Kỳ thì Black gặp Vashuk trên ứng dụng hẹn hò Tinder khi anh đang đóng quân ở Nam Hàn. Họ hẹn hò cho đến khi cô chuyển về Nga, định cư ở Vladivostok. Mẹ của Black nói với New York Post rằng Binh sĩ này đang ly hôn với vợ và có một cô con gái 6 tuổi. Quân đội Hoa Kỳ được phép tiếp cận tất cả các căn cứ quân sự của Thụy Điển. Quốc hội Thụy Điển ngày 19 tháng 6 đã bỏ phiếu để thông qua thỏa thuận quốc phòng gây ra tranh cãi với Hoa Kỳ. Trong đó cho phép quân đội Hoa Kỳ được tiếp cận tất cả các căn cứ quân sự của Thụy Điển trên toàn quốc. Theo Hiệp định Hợp tác Quốc phòng, quân đội Hoa Kỳ hiện nay có quyền sử dụng tất cả 17 căn cứ quân sự của Thụy Điển, đồng thời được phép xây dựng những cơ sở vật chất riêng ở trên lãnh thổ của Thụy Điển. Ngoài ra, các phương tiện, tàu thuyền và máy bay quân sự Hoa Kỳ có thể tự do di chuyển trên lãnh thổ của Thụy Điển mà không bị kiểm tra hoặc là khám xét nếu như không có sự đồng ý của phía Hoa Kỳ. Chính phủ Thụy Điển tuyên bố mục đích của thỏa thuận là để cho Hoa Kỳ có thể hỗ trợ nhanh chóng cho Thụy Điển trong trường hợp khủng hoảng. Thỏa thuận cũng nhằm mục đích tăng cường khả năng của tổ chức liên minh NATO nhằm bảo vệ các quốc gia vùng Baltic và Phần Lan. Hiện nay, Thụy Điển không cho phép khai triển vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ của mình vào thời bình. Tháng 3 vừa qua, Thụy Điển chính thức gia nhập NATO với tư cách là thành viên thứ 32 của khối này, chấm dứt chính sách trung lập mà Thụy Điển đã duy trì trong nhiều thập niên. Trong khi đó, Philippines tuyên án biệt đội tử thần trong cuộc chiến chống ma túy. Thẩm phán Rowena Alejandria, tòa án vùng Manila vào ngày 19 tháng 6 tuyên bố 4 bị cáo Virgilio Cervantes, Arnold de Guzman, Johnston Arlecki và Artemio Saguros lãnh mức án từ 6 cho đến 10 năm tù vì đã giết hại hai nạn nhân vô tội vào năm 2016. Tòa yêu cầu mỗi bị cáo bồi thường thiệt hại cho người nhà của nạn nhân hơn 5.000 Mỹ Kim. Bốn sĩ quan cảnh sát cấp thấp này là thành viên của biệt đội tử thần chuyên săn lùng tội phạm ma túy trong chiến dịch đẫm máu do cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã phát động từ tháng 5 của năm 2016. Những biệt đội này thường xuyên tuần tra trên đường phố và nổ súng bắn hạ bất cứ người nào mà họ cho là tội phạm ma túy. Trong chiến dịch tại một khu ổ chuột ở Manila vào hồi tháng 9 của năm 2016, nhóm này đã nổ súng bắn chết Luis Bonifacio, 45 tuổi, và con trai Gabriel Luis, 19 tuổi. Gia đình của Domingo cáo buộc hơn 10 cảnh sát đã tham gia cuộc đột kích vào ban đêm, nổ súng vào hai nạn nhân không có ma túy, cũng không có vũ khí. Các bị cáo mặc cảnh phục ra tòa tuyên bố là hai nạn nhân có súng và đã bắn vào cảnh sát khiến cho họ phải nổ súng tự vệ. Công tố viên cáo buộc tội ngộ sát với bốn sĩ quan thay vì là tội cố ý giết người. Đây là trường hợp hiếm hoi nhân viên thực thi pháp luật bị truy tố vì tham gia chiến dịch chống ma túy của cựu tổng thống Duterte. Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết là hơn 6.000 người đã bị bắn chết trong chiến dịch. Song các giám sát viên độc lập của Liên Hiệp Quốc tin rằng con số thực tế có thể lên tới hơn 27.000 người. Chiến dịch bị dư luận của quốc tế lên án và bị chấm dứt khi ông Duterte mãn nhiệm. Nhưng tới nay mới có 5 cảnh sát bị kết án. Phân nửa công dân Trung Quốc đi vào lãnh thổ của Ecuador đã biến mất và bị nghi là đã trốn vào lãnh thổ Hoa Kỳ Ecuador đang tạm thời đình chỉ thỏa thuận miễn thị thực với Trung Quốc. Viện dẫn bằng chứng về làn sóng di dân Trung Quốc bất thường, len lỏi có quốc gia Nam Mỹ nhỏ bé này. Bộ Ngoại giao Ecuador đưa ra tuyên bố từ hôm qua cho biết, khoảng một nửa số lượng công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Ecuador trong những tháng gần đây đã không ra khỏi quốc gia này theo cách thông thường, hay là vẫn nán lại sau 90 ngày được phép lưu trú. Bộ Ngoại giao Ecuador nói thêm rằng những người trong trường hợp này hoặc là tiếp tục ở lại Ecuador ở trong tình trạng nhập cư bất thường hoặc là đã rời khỏi quốc gia này bằng các hành trình bất thường để đến các địa điểm khác ở Tây Bán Cầu. Khi được hỏi về quyết định đình chỉ miễn thị thực, thực của Ecuador, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Lin Jian cho biết, từ lúc Trung Quốc và Ecuador đạt được thỏa thuận miễn thị thực có hiệu lực vào tháng 8 năm 2016, Chính sách này đóng vai trò tích cực trong trao đổi nguồn nhân lực song phương và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên thực tế. Gần 2.000 trẻ tử vong mỗi ngày do ô nhiễm. Theo báo cáo công bố vào ngày 19 tháng 6, tiếp xúc với ô nhiễm không khí là một phần nguyên nhân dẫn tới cái chết của 8.1 triệu người, tương ứng khoảng 12% tổng số ca tử vong vào năm 2021. Báo cáo đã sử dụng dữ liệu từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu do Viện đánh giá và đo lường sức khỏe Hoa Kỳ thực hiện. Con số thiệt hại nhân mạng trên cũng có nghĩa là ô nhiễm không khí đã trở thành nhóm nguy cơ thứ hai gây chết sớm, chỉ sau huyết áp cao và xếp trên các yếu tố khác như là hút thuốc lá và chế độ ăn uống thiếu chất. Đáng chú ý thì báo cáo nhấn mạnh trẻ nhỏ Đặc biệt dễ chịu tác động của ô nhiễm không khí, khi đây là một phần nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 700.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Trong đó thì hơn 500.000 ca là do tiếp xúc với không khí ô nhiễm vì nấu ăn trong nhà bằng nhiên liệu bẩn như là than, gỗ hoặc là phân khô, chủ yếu diễn ra ở Phi châu và Á châu. Nội dung báo cáo nêu rõ hầu như là tất cả mọi người trên thế giới đều hít phải không khí có mức độ ô nhiễm đáng lo ngại mỗi ngày. Hơn 90% số ca tử vong có liên quan đến bụi mịn PM2.5. Những vật chất ô gây ô nhiễm không khí được chứng minh là làm tăng nguy cơ ung thư phổi, bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và một loạt các vấn đề sức khỏe khác. Theo Giám đốc Phụ trách Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu của Viện Nghiên cứu Các tác động sức khỏe, Paul nhiều nơi trên thế giới đang phải trải qua những đợt ô nhiễm không khí trong thời gian ngắn nhưng rất nghiêm trọng, như sau các vụ cháy rừng, bão bụi hoặc là nắng nóng khắc nghiệt cũng như là đều có thể làm tăng nồng độ ô nhiễm tầng ozone